giờ các bạn sẽ cùng mình để chiên chiên bột chiên xù các bạn nhé. Đó, mình sẽ đó, bạn nhìn thấy chưa? Đó, đó, chúng ta sẽ chiên bột chiên xù thịt chiên xù các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ngon chưa? Ngon như ý luôn các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau để theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình các bạn nhé. Chúng ta cùng nhau theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta sẽ làm món ăn cho gia đình chúng ta. Chưa? Rất là ngon nha các bạn nhé. Đó, và ươm chúng ta cho nhỏ lửa thôi các bạn ạ. Chúng ta cho nhỏ lửa thôi, nó sẽ vài ươm nó không bị cháy. Mỡ sôi rồi chúng ta sẽ cho rất là nhỏ các bạn ạ. Lửa nhé. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ngon như ý luôn. Rất là ngon. Đó, chúng ta chỉ cần lật một lần nữa là nó sẽ chín. Bởi vì nếu thịt ở trong chúng ta cũng thái rất là nhỏ và mỏng thôi các bạn nhé. Chúng ta cũng không thái dày nữa. Cho nên là nó cũng nhanh chín thôi các bạn ạ. Ngon chưa? Đó, chúng ta chuẩn bị chúng ta gắp cái đĩa này nhé. Chúng ta gắp cái đĩa này các bạn ạ.
tuyệt vời luôn đó. Chúng ta sẽ lắp vào đây. Cái miếng nào vàng rồi chúng ta sẽ lắp. Đó. Còn một bàn rồi chúng ta sẽ lắp vào cái đĩa này. Chưa ngon cực kỳ luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dán mẹ tiếp theo các bạn ạ. Tiếp theo rất là ngon nhá. Và để cho nó xe xe đi xong chúng ta hãy cho vào, nó sẽ bị dính vào nhau các bạn ạ. Chưa? Quá là ngon luôn. Thịt chiên xù. Mình xin chào các bạn và tạm dừng video này ở đây. Chúng ta cùng nhau theo dõi cuộc sống hàng ngày vào video khác nhé. Mình xin chào các bạn.